Ok, chào anh em nha, mình là Playbat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi Alola Nighthawk anh em ạ. À. Nếu anh em thấy hay cho mình một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Ok, let's go thôi anh em ơi, team thì có một mình phép thôi, quyết đánh như nào đây. Team tới ba con sát thủ, ôi trời ơi là trời. Con này theo này thì mình chỉ chơi hai món phép thôi anh em ạ. Còn item cuối thì mình lắp món ném cầu rồi anh em ơi. Có gì vào ném cầu cho nó vui vui một tí. Với lại ném cầu thì item ném cầu ấy thì nó tăng cho mình một tí máu nữa anh em ạ. Cũng khá là hợp lý rồi. Cố mình bạn ơi, cố mình ơi. Cố mình bạn ơi. Từ bình tĩnh nào. Úi xồi sao mà cái được vậy nghe. Úi xồi ơi. Úi. Cứu con cô cứu mạng mẹ ơi. Hay quá. Này thì chạy. Ừ thì chạy cũng ghê đấy, chạy cũng ghê đấy. Úi xồi ném đây, hay quá. Thôi mình lui trước nha, mình lui trước nha, mình lui trước nha. Tích đủ 30 cầu rồi ném một lần luôn anh em ơi. Chế cho nó xuồng. Từ thanh niên ép thế, giờ đầu ép trụ cũng đâu được gì đâu. Tại giờ đầu trụ nó bút giáp với hồi máu khá nhiều. Giờ đầu máu mình giấy ấy, nên nó bút khá nhiều rồi. Mình ép cũng không được gì. Người chơi hệ ném cầu lén này thì người chơi hệ ném rồi. Một hit nữa. Ok hay quá. Này thì đi đâu, này thì đi đâu. Úi xồi đóng đóng băng khá lâu anh em ạ. Úi xồi thời gian đóng băng đủ mình ném cầu luôn ấy. Ảo ma chưa. Hay. Hai em phối hợp quá hay anh em ạ. Con cua nó kẹp thì nó đẩy ra ấy. Trong kêu mình đẩy ra nữa, đẩy ra khỏi trụ luôn, khá ngon. Ngồi ném đi bạn ơi. Cúp ngay đi ngay. Đấy. Con này lên đồ cover cũng được anh em ạ. Đẩy ra cho anh em ném cầu thôi. Việc nhẹ lưng cao luôn ấy. Đấy. Chỉ có đẩy tìm địch ra để anh em ném cầu thôi là được rồi. Khá hợp lý luôn rồi. Hay. Ăn máu đi. Con lạy bố. Thế mình cũng chịu rồi. Có máu mà nó không biết ăn luôn. Ngáo thế. Trời ơi, ai nó không có đam đâu, đam cũng ra gì phết. Nè, mới tuổi là bị KS thôi. Em đâu, ai lên trên phụ xem nào. Chịu ơi. Không ai lên cái trên phụ luôn kìa. Để vào đây. Bá vào đây mà ném, bá vào đây mà ném. Thế con tóc biến được. Chạy đi đâu, chạy. Chạy đi đâu. Ừ thì đấm cũng mạnh. Úi xôi chạy cũng nhanh đấy. Ừ thì cũng mạnh. Úi xôi ôi. Thế mà tóc biến không kịp. Phải tóc biến kịp là sống rồi. Tại mình đi lẻ mình chết lẻ quá.
Rồi xong luôn. Ai cho ném mà ném? Báo vào đây mà ăn. Báo vào đây mà ăn. Báo vào đây mà ăn. Ui xồi ôi, báo vào đây mà ăn. Tưởng như nào. Có ai đi chung phụ mình tí nó mới vui. Để rồi, từ từ để mình ui đồng thế. Ôi, thôi, nó đông quá. Ai phụ thủ cái trụ này với? Đây rồi chứ đâu. Úi xồi ôi. Chịu rồi, nó ulti giảm tốc quá. Cao một cao. Cái trên thì đánh được rồi, mình xuống phía dưới đã. Đợi mình up lưu liền. Đâu rồi, bây giờ tem đang ép cái trên đúng không? Thì mình xuống phía dưới mình ném cầu anh em ạ. Tại cái trên có hiệu, có boss rồi ấy. Nên xuống dưới ném ít cầu hả? Mi không ném được luôn kì. Cào nó đi mẹ ngôi. Trời. Khó thế. Nếu ông chủ nó làm thịt hết luôn. Kìa, xuống dưới unbox, xuống dưới unbox. 46 rồi, cũng được. Cũng gọi là khá xanh rồi đấy. Cũng gọi là khá xanh rồi đấy. Ui, mình chỉ sợ nó đấm mình thôi anh em ạ. Chơi luôn. Đi đâu bạn ơi? Mình đặt tường ngay. Không ném được rồi. Cứu. Chu mi ngon. Ui xồi ôi, mẹ nó. Đèn thế. Chạy ra đúng ngay cái tầm quân ti của nó luôn. Khá là đen nhờ. 4 giây, 2 giây. Boss kìa anh em ơi. Chạy với chúng tôi. Từ từ anh em ơi, đợi mình ném câu đã. Biết có ném được không đây? Ok, được rồi, ngon. Ngon luôn. Về phát hồi máu ra đánh tiếp. Hết ulti nữa chứ. Bỏ đây. Bỏ đi, áp sò đi đâu thế? Áp sò đi ném cầu lén rồi. Từ cho mình 3 giây nữa nó ra kìa. Ăn bỏ đi để mình. Hay. Láo bét léo. Hai người vô và một ba người ăn boss anh em ạ. Khá là hợp lý luôn. Hello biển rùa. Ok, tìm bạn hàng luôn anh em ơi, khá xanh rồi. Con này theo đi vào, mình thấy mình lên full tăng đánh cũng được anh em ạ. Lên full tăng để lấy hiệu ứng cũng được. Hiệu ứng đẩy lùi với đóng băng cũng khá ngon ấy.
Con này theo mình đánh cái gì cũng được anh em ạ, đánh súp bò cũng được, đánh phép cũng được. Khá là ổn. Rồi win quá nhiều. MVP luôn ngon anh em ơi. Tuyệt vời. Vừa có đam vừa hỗ trợ vừa ném cầu được MVP ngon cơm. Ok, chào anh em nha.